Xin chào các em, là chị đây. Ngày hôm nay, Học văn chị Hiên sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Bây giờ, chị em chúng mình sẽ đến với tuần 10 với chủ điểm Vui đến trường. Và bài đọc đầu tiên trong tuần này mang tên Bài hát tới trường. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Để tìm hiểu bài thơ, bài hát tới trường thì chị sẽ cùng các bạn đi qua 4 phần sau đây. Phần 1 là phần đọc, phần 2 đọc hiểu, phần 3 luyện tập và cuối cùng là phần 4 củng cố và dặn dò. Trước tiên hãy cùng chị đến với phần đọc nhé. Với những bạn nhỏ như chúng mình thì công việc quan trọng nhất chính là đi học. Và các bạn trong bài thơ, bài hát tới trường cũng như vậy đó. Mỗi ngày đến trường với các bạn ấy là một ngày vui với biết bao nhiêu điều thú vị. Vậy bây giờ, chị em mình sẽ cùng nhau đọc bài để thấy được niềm vui trên đường đi học của các bạn ấy được không nào? Trước khi đọc bài, các em chú ý hãy đọc thật to, rõ ràng, chú ý cách ngắt nhịp sau mỗi câu thơ và đoạn thơ. Giọng đọc thì diễn cảm và tươi vui. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều trang 80 và đọc cùng chị nhé. Bài hát tới trường. Bố mẹ đi làm, ta đi học nhé. Áo quần sạch sẽ, bầu trời trong xanh. Giữ gìn bàn chân, đừng quên đôi dép. Giữ gương mặt đẹp, nhớ đừng giận nhau. Thước kẻ bạn đâu? Ở trong cặp sách. Cây bút bạn đâu? Ở trong cặp sách. Lọ đầy mực viết thì ở trên tay. Còn bài thơ hay ở ngay dưới mũ. Bạn bè đông đủ, không thiếu một ai. Nhưng mà bạn ơi, xin đừng chạy vội. Có đoàn, có đội, tới trường cùng nhau. Tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Các em vừa nghe chị đọc mẫu bài, bài hát tới trường. Vậy hãy trả lời cho chị biết, trong bài thơ này có những từ ngữ nào là từ khó nhỉ? Các em hãy đọc lại những từ khó mà chị đã in đậm cùng chị nhé. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Giữ gìn. Giữ gìn. Cặp sách. Cặp sách. Đông đủ. Đông đủ. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc này thì chị sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi ở phần đọc hiểu nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng mình như sau. Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu? Qua hai câu thơ đầu tiên, bố mẹ đi làm, ta đi học nhé. Chúng mình có thể thấy các bạn nhỏ trong bài thơ đang cùng nhau đi học. Câu hỏi số 2. Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Với một câu hỏi đơn giản như vậy, chị sẽ cho các bạn 5 giây để tìm câu trả lời nhé. Chị có một gợi ý, đó chính là câu trả lời sẽ nằm ở đoạn thơ thứ 3 và thứ 4. 5 4 3, 2, 1. Các bạn đã tìm thấy chưa? À, đúng rồi. Những điều mà bạn nhỏ đã hỏi nhau trên đường là thước kẻ bạn đâu? Cây bút bạn đâu? Lọ đầy mực viết? Và còn bài thơ hay? Chúng mình cùng nhau đến với câu hỏi số 3. Em hiểu hai câu thơ, còn bài thơ hay ở ngay dưới mũ như thế nào? Ý A, bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ. Ý B, bạn nhỏ chép bài thơ để dưới mũ. Ý C, bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu. Với câu hỏi trách nhiệm này thì các bạn nhỏ chọn ý nào nhỉ? Đúng rồi, chính là ý C. Hai câu thơ còn bài thơ hay ở ngay dưới mũ. Ý muốn nói rằng khi tới lớp, các bạn nhỏ đã học thuộc lòng bài thơ.
Tiếp theo, chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập. Bài tập đầu tiên trong phần luyện tập như sau. Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào? A. Áo quần sạch sẽ. B. Bầu trời trong xanh. Ở câu A, từ in đậm là từ sạch sẽ. Còn câu B là từ trong xanh. Vậy, chúng miêu tả đặc điểm của sự vật nào nhỉ? Chị sẽ dành thời gian để các bạn suy nghĩ nhé. Đúng rồi, đối với câu A, từ sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần, quần áo không bị bẩn. Trong khi đó, câu B, từ trong xanh lại miêu tả đặc điểm của bầu trời. Ý muốn nói, bầu trời trong vắt có màu xanh. Câu 2, các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời cho câu hỏi nào? Câu hỏi là gì? Làm gì? Hay thế nào? Bởi vì từ sạch sẽ và trong xanh là từ chỉ đặc điểm, nên các từ này sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào. Sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài 3, bài tập cuối cùng trong bài đọc này nhé. Bài tập 3 yêu cầu xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Trên màn hình của chúng mình là hình ảnh một cây xoài với rất nhiều quả chín vàng đúng không? Mỗi quả xoài lại chứa đựng một từ ngữ. Và nhiệm vụ của các em chính là hái những quả xoài chứa từ ngữ ấy và thả vào các giỏ thích hợp. Giỏ đầu tiên là giỏ từ ngữ chỉ sự vật. Giỏ thứ hai là giỏ từ ngữ chỉ đặc điểm. Bây giờ hãy cùng chị xem những quả xoài ở trên cây chứa đựng những từ ngữ nào nha. Trên cây xoài, chúng ta có các từ như áo quần, sạch sẽ, trong xanh, gương mặt, vội, đẹp, hay, đông đủ, bạn bè, bàn chân, bầu trời và từ bài thơ. Với giỏ từ chỉ sự vật, chị hái được các quả xoài chứa từ như áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bạn bè và bài thơ. Còn đối với giỏ từ chỉ đặc điểm bao gồm hay, đông đủ, sạch sẽ, vội, đẹp và trong xanh. Cuối cùng thì chúng mình sẽ đến với phần củng cố và dặn dò. Bài thơ Bài hát tới trường nói lên sự vui vẻ, hân hoan của các bạn nhỏ vùng cao mỗi khi đến trường. Thông qua bài tập đọc này, các em đã học được điều gì nhỉ? Đúng rồi, mỗi chúng ta nên giữ tinh thần vui vẻ, hào hứng mỗi khi tới trường. Và hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi để thầy cô và bố mẹ được vui lòng nhé! Để có thể ghi nhớ bài tốt hơn, thì các bạn hãy tập trả lời lại các câu hỏi, học thuộc lòng bài thơ và chú ý là chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật kỹ càng nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em!